Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm mới hiện đang có mặt tại cửa hàng mình, đó là bộ đế nồi 5 lò xo dành cho quay riêng. Mẫu đây là mẫu giống y chang UMA 11 nha anh em, giống y hệt hàng của UMA 11 luôn. Một bộ nó sẽ bao gồm tập lý nhôm, 5 lò xo và 5 con ốc. Giá đầu bộ này là 320.000, còn anh em muốn mua thêm một bộ 4 thái 5 lá và 4 lá sắt thì thêm 80.000 nữa nha anh em. Nói chung là trọn bộ full 4 là 400, còn ngoài ra anh em có thể mua lẻ là cặp tế nhôm 5 lò xo mẫu UMA là 320, bộ 4 mua lẻ thì 80. Đây đó, một bộ nó không 4 là nó sẽ như vậy, là 320.000 nha anh em, còn một bộ 4 thái như vậy thì 80. Bố xéo à, cho đồ bán rất là tốt. Anh em có nhu cầu có liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Bộ đế nhôm nồi 5 lò xo dành cho quay phim, hàng cực kỳ đẹp và sắc nét nha anh em. Giá full bộ luôn 4 là 400, không 4 thì 320.